Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe cộng đồng. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin y tế diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho trẻ em bắt đầu từ ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 2024, đồng thời cũng là ngày vi chất dinh dưỡng và dự kiến 6 triệu trẻ em trên toàn quốc sẽ được thụ hưởng chương trình này. Để chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 được tổ chức thành công, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương chỉ đạo giám sát việc thực hiện triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A theo đúng hướng dẫn chuyên môn, đảm bảo cơ số thuốc, đảm bảo vệ sinh an toàn cho trẻ. Đề nghị chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể các cấp, cơ quan truyền thông tích cực tham gia vận động các bậc phụ huynh đưa trẻ đến uống vitamin A và tẩy giun định kỳ đầy đủ, đạt được các tiêu chí đã đề ra. Vitamin A có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Hàng năm Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho hơn 6 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 59 tháng tuổi trên quy mô toàn quốc. Mỗi năm có 2 đợt, đợt 1 vào tháng 6 và đợt 2 vào tháng 12. Thưa quý vị, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ngọn lửa hành trình đỏ được thắp lên giữa những thanh âm của tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, chính thức khai mạc chương trình Hành trình đỏ 2024, lễ hội hiến máu có quy mô lớn nhất trên cả nước. Và đây cũng là lần đầu tiên một tỉnh tại Tây Nguyên đăng cai tổ chức chương trình này. Đây là năm thứ 12 diễn ra chương trình tại 51 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7. Cũng là năm có số địa phương tham gia tổ chức Hành trình đỏ đông nhất từ trước đến nay. Chương trình khởi động tại tỉnh Đắk Lắk và kéo dài đến hết ngày 28 tháng 7, dự kiến tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Trong những năm qua, Hành trình đỏ thực sự là nguồn lực để phát triển hơn nữa phong trào hiến máu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhờ vậy, lượng máu tiếp nhận được tăng đều qua các năm. Trung bình mỗi năm gần đây, địa phương này đều tiếp nhận từ 15 đến 20.000 đơn vị máu một năm. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng trao tặng bằng khen cho 60 cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác hiến máu tình nguyện. Cùng ngày, ngọn lửa Hành trình đỏ đã được thắp lên giữa đại ngàn hùng vĩ đầy nắng và gió của địa phương giàu truyền thống cách mạng. Ngọn lửa nhân ái của Hành trình đỏ đã được thổi bùng lên và lan tỏa đến mọi miền đất nước. 12 năm qua, Hành trình đỏ đã vượt xa giới hạn của một chương trình vận động hiến máu đơn thuần, trở thành hoạt động xã hội sâu sắc, biểu tượng của lòng nhân ái, nghĩa đồng bào. Khẩu hiệu Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt đã trở thành lời hiệu triệu, huy động sức mạnh toàn dân trên giải đất hình chữ S cùng tham gia vào chiến dịch hiệu quả nhất, thành công nhất trong phong trào hiến máu nước ta. Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 24 đến 31 tháng 5, trên địa bàn thành phố có thêm 16 ca mắc ho gà, tăng 14 ca so với tuần trước đó. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 98 ca mắc ho gà tại 25 quận huyện thị xã, trong khi cùng kỳ năm trước không có ca bệnh nào. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, các ca mắc ho gà đều là ca bệnh tản phát, không phát sinh ổ dịch. Dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục xuất hiện rải rác ca bệnh, chủ yếu ở trẻ nhỏ, chưa đến tuổi tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Cùng với ho gà, trong tuần, toàn thành phố ghi nhận 21 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 2 ca so với tuần trước đó. Thưa quý vị, nhân tháng hành động vì trẻ em, vừa qua Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức chương trình Ngày hội của bé cho hơn 1.000 bệnh nhi đang điều trị nội trú, ngoại trú và cả bệnh nhi đến khám bệnh đã được phát phiếu để được nhận quà và tham gia các trò chơi. Gia đình anh chị Cao Hồng Mơ ở tận Phú Thọ hôm nay cho con đến viện nhi khám bệnh về hô hấp. Sau khi khám và làm các xét nghiệm cần thiết, trong lúc chờ kết quả, cả gia đình cho bé xuống tham gia chương trình Ngày hội của bé. Sau khi xem các tiết mục văn nghệ, các bé lại được tham gia các gian hàng hỗ trợ. Nhiều phần quà xinh xắn đã được bé lựa chọn. Rất là ý nghĩa đấy ạ. Tại vì là thực sự là một năm các bé cũng chỉ có một ngày. Mà cũng nhân cái ngày này thì các bé, kể cả đối với những bé đi viện hoặc là đối với những bé đang nằm viện, cũng có rất là nhiều bé mà có những cái căn bệnh phải nói là cũng không thể ra ngoài, cũng không thể đi đâu được ngoài viện ấy. Mà ở tại viện tổ chức như thế này, bé cảm thấy rất là hạnh phúc. Và bé cũng phần nào bé cũng cảm nhận được là mặc dù mình ốm đau nhưng mà những cái ngày này mình cũng được hưởng cái không khí chung với cả nước và chung với các bé ở ngoài nữa. Còn đây là bé Trần Đăng Khoa đang nằm điều trị bệnh lý thiếu máu tại bệnh viện cả tuần rồi. Hôm nay bé được mẹ đưa xuống sân bệnh viện để tham dự chương trình Ngày hội của bé. Sau khi xem các tiết mục xiếc, ảo thuật, bé lại tiếp tục với trò chơi tô tượng, rồi sang các gian hàng hỗ trợ và cuối cùng là xin chữ. Con xin chữ bình an, con mong muốn sức khỏe.
Chương trình rất là quy mô và cũng rất là biết ơn bệnh viện cũng đã tổ chức một cái chương trình vào đúng cái dịp rất là ý nghĩa cho các cháu, đặc biệt là các cháu đang có cái bệnh và đang phải điều trị bệnh viện. Các cháu khi mà nhận được các phiếu của viện phát thì rất là vui và háo hức. Thạc sĩ Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận từ 5.000 đến 6.000 trẻ tới thăm khám và hơn 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú. Trong đó có hơn 100 bé đang phải thở máy và 100 bé phải thở oxy. Từng giây phút chống chọi với bệnh tật, rất nhiều em mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, cần sự hỗ trợ đặc biệt của tập thể y bác sĩ, thầy thuốc. Để động viên tinh thần các bé, bệnh viện thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng và những dịp quốc tế thiếu nhi, Tết Trung Thu, Noel, Tết cổ truyền, với mong muốn các bệnh nhi sớm khỏe mạnh, sớm hòa nhập cộng đồng và sẽ trở thành một thế hệ trẻ em tương lai của đất nước thật sự mạnh khỏe và có ích cho nước nhà. Các khoa phòng cũng động viên các bậc phụ huynh cố gắng đưa con trẻ xuống tham gia chương trình. Trong trường hợp bé nào không thể đảm bảo sức khỏe, phòng công tác xã hội và các khoa, nhà hảo tâm sẽ đến tận giường bệnh trao quà. Chúng tôi cũng đã tổ chức các hoạt động nhằm chăm sóc tâm lý của trẻ em nằm viện. Và chúng tôi cũng thông qua đây cũng gửi đến các bệnh nhân và gia đình bệnh nhân rằng sẽ hãy yên tâm vào cái sự nỗ lực cố gắng của Bệnh viện Nhi Trung ương nói riêng và cộng đồng xã hội. Các tổ chức, các cá nhân rất là quan tâm đến các cái cháu mà đang bị thiệt thòi phải nằm viện. Và chúng tôi cam kết là sẽ bằng hết sức mình để mà sớm đưa các cháu trở về với gia đình, với cộng đồng và trường lớp, bạn bè. Năm nay, ngoài các tiết mục biểu diễn văn nghệ, xiếc, ảo thuật, còn có khu quà tặng với 20 hạng mục quà và 34 gian hàng hội chợ, khu vui chơi trẻ em. Đã có 46.000 suất quà tặng như bánh, kẹo, sữa, đồ dùng học tập, đồ chơi, quạt mini, bình nước được trao tặng đến các bệnh nhi. Tổng kinh phí tổ chức chương trình là hơn 2 tỷ đồng. Để có được một chương trình mang lại nhiều ý nghĩa cho các bệnh nhi như vậy, các nhà hảo tâm đồng hành cùng tổ chức chương trình. Chương trình của Viện Nhi là một chương trình rất là ý nghĩa trong nhiều năm vừa qua. Và ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Và khi mà thấy các cái em bé mà trong ngày 1 tháng 6 mà có sức khỏe, bị ốm đau, bệnh tật thì bản thân chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng xót xa. Và chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là VBI có thể đóng góp và đồng hành cùng với Viện Nhi để đem lại một chút cái niềm vui, một chút cái sự ấm áp cho các em bé trong những ngày này. Đây là một ngày hội thực sự ý nghĩa đối với các y bác sĩ, các em nhỏ và gia đình các em. Bởi đó, những gánh nặng, nỗi đau về thể xác của các em dường như dịu lại khi niềm vui giản dị của trẻ thơ vỡ òa trong những tiếng cười hồn nhiên trong trẻo. Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, nhu cầu ghép tạng rất lớn. Tuy nhiên đến nay cả nước chỉ có gần 150 người chết não hiến tạng. Và các chuyên gia cho biết là một người chết não có thể hiến tạng cứu sống 8 người khác và một người chết não có thể giúp cải thiện cuộc sống cho 75 đến 100 người khác. Thi đấu với các bạn được không nhá? Ví dụ thế. Có mua một trò chủ của các lớp được. Đây là cậu bé 10 tuổi được ghép tim từ người lớn đầu tiên tại Việt Nam. Đạt bị giãn cơ tim, suy tim giai đoạn cuối. Cuộc sống của em chỉ được tính bằng ngày và cách duy nhất để cứu mạng sống là phải ghép tim. Trong lúc bế tắc nhất thì bé Đạt may mắn được gia đình một người thanh niên 34 tuổi bị u gan giai đoạn cuối đồng ý hiến tạng. Mặc dù đây là một ca ghép tim vô cùng khó khăn vì tương thích lồng ngực của một em bé và một trái tim của người trưởng thành, nhưng các thầy thuốc của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã nỗ lực hết mình để ca ghép thành công. Con rất cảm ơn chú vì đã cho tim để con được sống. Ước mơ lớn nhất của con lúc này là sau này con sẽ làm gì chứ? Ước mơ lớn nhất của con sau này muốn làm bác sĩ. À, vì sao? Vì có thể cứu giúp mọi người. Đây là hình ảnh bệnh nhân ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau 10 ngày ghép tim. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, ăn uống bình thường và có thể đi lại được. Với anh, đây là một điều cực kỳ may mắn. Mắc bệnh suy tim từ năm 2015 và điều trị không mang lại hiệu quả và anh có chỉ định ghép tim năm 2022. Sau 18 tháng chờ đợi, anh đã được nhận quả tim từ người hiến. Sau 3 ngày ghép, sức khỏe của anh đã ổn định và cảm nhận được một trái tim khỏe mạnh đang đập trong lồng ngực của mình. Anh thực sự cảm động. Qua đây tôi chỉ muốn là xin phép được tận đáy lòng. Cái thứ nhất là tôi xin được cảm ơn sâu sắc đến bố mẹ cái em mà đã
cho tôi được ghép tạng. Bố mẹ em đấy sống cao thượng quá, lòng con người, họ có những cái tấm lòng con người, họ nghĩ về cái cuộc sống, nghĩ về cái sự sống của người khác quá là cao. Cho nên tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình. Hai nữa là cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các giáo sư, bác sĩ và các điều dưỡng viên ở đây đã làm nên một cuộc mổ thành công cứu sống tôi. Cô gái trẻ 21 tuổi này đã nở nụ cười hạnh phúc khi đã tự thở những hơi thở đầu tiên từ hai lá phổi mới mà mình may mắn nhận được từ chàng trai không quen biết. Đây là ca ghép phổi vừa được gần 100 y bác sĩ thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương và các chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện cùng phối hợp trong ngày 30 Tết. Em cảm thấy hiện tại sức khỏe em rất là ổn định ạ. Và em có thể tự thở bằng chính cơ thể của mình. Và so với trước đây thì em luôn luôn phải thở oxy. Thì hiện tại thì em cảm thấy rất là vui. Mình đã có một cuộc sống mới. Giờ em sẽ bảo quản lá phổi này thật tốt để có thể là sống một phần đời còn lại của người mà người hiến tặng đã dành cho em ạ. Thật sự là em rất cảm ơn ạ. Các đội y bác sĩ đã rất tận tình giúp đỡ em và cổ động viên em, cũng như các anh chị chăm sóc em rất là chu đáo ạ. Em rất là xúc động và khi em tỉnh dậy là vào mùng 1 Tết, em rất là hoang mang vì đó chính là năm mới và em cũng được sống thêm lại một lần nữa vào chính cái năm mới đó. Và em sẽ được ăn nhiều cái Tết tiếp theo nữa và không chỉ là một cái Tết năm nay ạ. Hay mới đây nhất, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đã ghép gan thành công cho một bệnh nhân bị suy gan tối cấp dẫn đến hôn mê. Các tế bào gan bị tổn thương không thể phục hồi, khiến gan mất khả năng hoạt động, dẫn đến suy đa tạng, phổi bị tổn thương. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật ghép gan toàn bộ từ người cho chết não, và nếu không được ghép gan, bệnh nhân sẽ tử vong trong 1 đến 2 ngày. Chị cũng may mắn nhận được gan của một người chết não hiến tặng. Sau 6 tiếng phẫu thuật, chị đã được các thầy thuốc cứu sống. Sau 2 tuần ghép, chức năng gan đã trở về gần như bình thường. Khi các bác sĩ thông báo rằng em Hiên đã mở mắt, em Hiên đã tỉnh và cả gia đình tôi một lần nữa lại vỡ òa trong nước mắt. Với sự săn sóc, nhiệt tình, tận tụy của các bác sĩ và các cán bộ y tế thì sức khỏe của em tôi như có một phép màu, cứ từng ngày một tiến triển. Đầu tiên thì mới chỉ cử động được chân tay, nhưng sau đó dần dần thì đã nói được, đã tiếp xúc được, nghe được những câu nói và cho đến bây giờ thì đã ngồi dậy được, đi lại được và đặc biệt là ăn uống được một bát cháo, sức khỏe gần như trở lại bình thường. Gia đình chúng tôi vô cùng xúc động. Việc thực hiện thành công ca ghép tim, gan, phổi từ người cho chết não mở ra cơ hội có cuộc đời mới cho nhiều bệnh nhân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển ghép tạng của ngành y tế Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ đăng ký hiến và ghép tạng từ người chết não thấp nhất thế giới. Thưa quý vị, tại Việt Nam đã có nhiều cơ sở y tế thực hiện được các kỹ thuật ghép tạng, kể cả những kỹ thuật rất khó như là ghép tim, gan, phổi. Tuy vậy, trong khi nhu cầu thì lớn, mà nguồn tạng để ghép vẫn rất hạn chế. Hiện tại hơn 90% số tạng để ghép hiện nay là từ người cho sống. Tại lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô tạng cứu người, cho đi là còn mãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đoàn kết, tương thân tương ái, trọng tình nghĩa, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ người khác là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được các thế hệ người Việt Nam ta xây dựng, gìn giữ, vun đắp và phát huy từ ngàn đời nay. Thủ tướng bày tỏ biết ơn những tấm lòng vàng, những nghĩa cử cao đẹp của những con người, những gia đình với tấm lòng hy sinh cao cả đã tình nguyện hiến mô tạng, một phần vô giá của cơ thể mình, người thân của mình để thắp sáng niềm tin, tiếp nối hy vọng, mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác. Thẳng thắn chỉ rõ những băn khoăn trăn trở do số lượng ca ghép tạng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, nguồn hiến tạng sau chết, chết não còn rất hạn chế, việc huy động nguồn lực và các cơ chế chính sách liên quan đến ghép tạng còn hạn chế. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mọi người dân Việt Nam đăng ký hiến tạng, tạo ra phong trào, tạo ra xu thế để những người sống đăng ký hiến mô tạng. Phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta với mong muốn nhận thức và tinh thần hiến tạng cứu người tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sâu rộng hơn nữa trong xã hội,
tôi kêu gọi mọi người dân Việt Nam trưởng thành, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, vùng miền, hãy tình nguyện đăng ký hiến tạng trên tinh thần mở lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương, thắp sáng niềm tin, tiếp nối hy vọng, gieo mầm sự sống. Đó là tình yêu, nghĩa cử cao đẹp nhất. Vì cho đi là còn mãi. Một người có thể cứu nhiều người, phát huy sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các ban bộ ngành tổ chức ở Trung ương đã ký đơn đăng ký hiến mô tạng. Đông đảo đại biểu, cán bộ, các tầng lớp nhân dân dự lễ phát động đã đăng ký hiến tặng mô tạng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp với tinh thần cho đi là còn mãi. Nâng tổng số người đăng ký hiến mô tạng trong dịp này lên 3.812 người, mang lại hy vọng lớn lao cho hàng chục ngàn bệnh nhân cần ghép tạng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại chương trình đăng ký hiến tặng mô tạng cứu người cho đi là còn mãi, đã có hàng ngàn người dân Việt Nam trưởng thành tình nguyện đăng ký hiến tạng. Thống kê của các đơn vị cho biết đến nay đã có gần 10.000 người đăng ký hiến mô tạng. Trong số này có hàng nghìn cán bộ y tế đang công tác tại các bệnh viện trên nhiều vùng miền của cả nước. Mới đây nhất, ngày 31 tháng 5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phát động chương trình đăng ký hiến mô tạng cứu người cho đi là còn mãi. Đây là sự kiện nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về hiến mô tạng, thắp lên ngọn lửa nhân ái và nhân rộng thêm những hành động cao quý, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người. Tại phiên giải trình do Ủy ban Xã hội tổ chức hôm 4 tháng 5, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề xuất cấm nhập khẩu mua bán thuốc lá điện tử nung nóng bởi các sản phẩm này ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và thế hệ trẻ. Việc này theo Bộ Y tế phù hợp với nghị quyết của Đảng, chiến lược phòng chống tác hại của thuốc lá của chính phủ và kinh nghiệm quốc tế. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu về thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng ảnh hưởng như thế nào tới an sinh xã hội. Với những mối hại có thể nhìn thấy rõ, đến nay đã có gần 40 quốc gia cấm thuốc lá điện tử, 18 quốc gia cấm thuốc lá nung nóng. Trong khu vực ASEAN, có 5 quốc gia cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử là Thái Lan, Singapore, Lào, Brunei và Campuchia. Điển hình là tại Thái Lan, lệnh cấm nhập khẩu, xuất khẩu, bán, sở hữu và sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử đã được quốc gia này áp dụng cách đây 10 năm, từ tháng 11 năm 2014. Bất cứ ai vi phạm quy định này sẽ bị tịch thu sản phẩm, bị phạt tiền, thậm chí có thể phải ngồi tù từ 5 đến 10 năm. Bộ Y tế Thái Lan khẳng định nước này sẽ không bao giờ đồng ý việc hợp pháp hóa thuốc lá điện tử. Thực tế cho thấy các quốc gia cho phép các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhưng ban hành các chính sách về cấm bán cho trẻ vị thành niên đã thất bại trong việc ngăn chặn việc sử dụng của giới trẻ. Tại Hoa Kỳ, giai đoạn 2017-2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tăng vọt từ 11,7% lên 27,5% ở học sinh trung học cơ sở và từ 3,3% lên 10,5% ở học sinh trung học phổ thông. Tại Vương quốc Anh, sử dụng thuốc lá điện tử ở trẻ em gái 15 tuổi đã tăng từ 10% vào năm 2018 lên 21% vào năm 2021. Do hiện nay chưa có quy định rõ ràng về thuốc lá mới, nên việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Qua trao đổi với Bộ Công Thương, thì hiện nay Bộ Công Thương đang xử lý vi phạm mặt hàng này, chủ yếu hành vi buôn bán hàng nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ. Bộ Công an chủ yếu xử lý hành vi vi phạm về pha trộn, tẩm ướp, bơm tinh chất ma túy và chất cấm trong thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Theo ước tính sơ bộ của Hội Kinh tế Y tế Việt Nam, tổng chi phí cho hút thuốc ở Việt Nam năm 2022 lên đến 108,2 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nguồn thu thuế từ thuốc lá năm 2022 là 17,6 nghìn tỷ, chưa bằng 1/5 của chi phí y tế. Đó là chưa kể tới việc người dân mỗi năm phải bỏ ra gần 50.000 tỷ để mua thuốc lá. Việc cho phép các sản phẩm thuốc lá mới sẽ chỉ làm trầm trọng thêm gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra. Thưa quý vị, 20 phút chương trình Sức khỏe cộng đồng xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần kế tiếp. Nếu quý vị quan tâm, hãy xem lại chương trình trên web Hà Nội On. Xin kính chào và hẹn gặp lại!